Xin chào bà con, mình đang tiến về chỗ này là Lincoln hả? Memorial Lincoln, tổng thống Abraham Lincoln nha các bạn. Hay là còn đông dự kiến không? Chỗ này là nhậm chức tổng thống phải không? Tụi nó chơi bằng kiến được rồi chứ. Hồi thời Obama là chơi bằng kiến được, sợ bị bắn. Chứ sau này là bằng kiến hết rồi mà. Sợ bắn tỉa. Cái nhất trì đẹp không? Dưới được phù. Ông nó đang sửa hay gì ta? Chắc là mình đi Uber về. Đi Uber về parking. Chắc trễ á. Oh, we have to today or tomorrow. I guess. I mean, it's only like a 15-minute walk. 15 minutes. I don't know from. Okay, from here it might take a while from the Washington Monument. And then Uber back to parking. Trời này cũng lạnh nóng giống như Cali thôi. Là cái hồ này đẹp quá. Bút chì các bạn. Đẹp ha. Để nắng kìa. Ồ, đẹp quá. Trời nắng nó chiếu vô đẹp quá. Hay quá ha. Này nó cũng cạn thôi. Đúng rồi. Nó không có bị đốc rồng. Cái thằng Forest Gump là nó chạy. Nó chạy đi hả? Beautiful. Sunshine. Nó ngay luôn á. Chính xác luôn. Đúng rồi, nó ngay luôn à, cái building nè. Abraham Lincoln. Hả? Quá đẹp luôn, đúng rồi, nước Mỹ hoành tráng. Chụp cái một đẹp hơn có. Abraham Lincoln. Bà con tiến về chỗ Abraham Lincoln. Đẹp chưa? Đẹp không? Mây cũng đẹp. Mây cũng đẹp. Không chụp hình ở gần đây, bà con. Đẹp không? Quá trình đẹp, đẹp quá trình, trình đẹp. Tiến về building Abraham Lincoln. Hồi xưa có cái tượng mà giờ nó gỡ cái tượng mất ra. Hai cái tượng nó gỡ ra hả con? Đang sửa. Trong đó cũng không có gì. Nó đi vòng vòng. Đẹp.
Then we would really be cold, girl. Đây là tòa nhà Abraham Lincoln. Để phim thôi. Muốn chụp đây không? Đây có vẻ hình đó. Xin lỗi đang chụp hình đẹp quá. Mình đã vô đó được ta. Mình vô đó mình quay thử coi. Mình vô đó đây mình quay. Mình vô đó mình quay cho bà con coi. Tòa nhà Memorial của Abraham Lincoln nha các bạn. Đây họ đang sửa cho nên cái đường đài của ông tháo xuống. À, cây viết chì à. Xí, trời nắng đẹp không? Hai bữa mưa nha các bạn, bữa nay trời đẹp, beautiful. Beautiful. Đây đã gắn mấy cái tiểu vàng lên đó.